Khu đất này vốn dĩ là đất nông nghiệp, giao cho các hộ dân trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Nhưng nay bờ thửa đâu chẳng thấy. Thay vào đó hàng loạt nhà xưởng đã mọc lên, rồi ken kín, chẳng còn khoảng đất trống nào. Tôi sống ở khu này gần 15 năm rồi, thì thấy khoảng 6-7 năm gần đây, ngày càng có nhiều các nhà xưởng tự phát xuất hiện. Họ đốt rác, khoan cắt đá và phun sơn suốt ngày đêm. Tôi thực sự lo ngại vì bụi và khí độc phát tán từ các khu xưởng này. Tôi thường xuyên đi bộ, đi tập thể dục đó, thì ngửi thấy cái mùi như kiểu acetone hay là cái mùi mùi sơn mà họ sơn công nghiệp gì đó liên tục bay ra, kinh khủng không thể chịu được. Vì là các nhà xưởng xây trái phép nên mặc nhiên đều hoạt động chui. Mỗi xưởng là một lĩnh vực, dù khác nhau về loại hình sản xuất, kinh doanh, nhưng điểm chung là đều nằm trong diện 3-0. Không có giấy phép xây dựng, không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy và cũng không có phương án đảm bảo môi trường. Vậy nên đủ loại bụi, hóa chất và cả tiếng ồn từ tổ hợp các công trình này cứ đua nhau xả ra bên ngoài. Theo lãnh đạo phường Xuân Đỉnh, ước tính toàn bộ lô đất nông nghiệp có diện tích khoảng gần 20.000 m², vốn nằm trong quy hoạch triển khai dự án khu đô thị Nam Thăng Long. Đến nay vẫn chưa tiến hành giải phóng mặt bằng thì những vi phạm đã xảy ra. Chính vì nằm trong dự án như vậy thì đặc biệt là các cái vi phạm này nó đã tồn tại từ nhiều năm trước. Vì vậy là quan điểm thì chúng tôi sẽ báo cáo để quận phối hợp với chủ đầu tư để chúng ta thực hiện công tác điều tra hiện trạng để giải phóng mặt bằng để thu hồi. Đấy là cái phương án để xử lý là như vậy. Trong khi mọi phương án vẫn còn đang nằm trên giấy thì từ thông tin của một số nhân chứng, nhóm phóng viên biết được, ngoài các công trình đã tồn tại trái phép từ 5 đến 7 năm trước, thì vẫn có nhà xưởng chỉ vừa mới được mọc lên rồi hoạt động. Xưởng ở đây dựng lâu chưa anh? Năm ngoái, đến giờ đấy. Xưởng nào mới? Có xưởng này thôi. Xưởng này anh đang làm đấy á? Qua rà soát trên giấy tờ chỉ có 3 hộ được giao đất nông nghiệp. Nhưng đến nay trên khu đất này đã có 39 trường hợp thuê để ở và kinh doanh. Nhìn vào bản hợp đồng này thì thấy chỉ 100 m² nhà xưởng tại đây đã có giá thuê 2,8 triệu đồng một tháng. Vậy với diện tích gần 20.000 m² đất nông nghiệp thì mỗi tháng các ông chủ đã có thể thu về hàng trăm triệu đồng từ dịch vụ cho thuê nhà xưởng, kho bãi trái phép. Các cái hoạt động mà không đảm bảo thì chắc chắn là với trách nhiệm của phường thì chúng tôi sẽ đã có cái kiểm tra và chắc chắn chúng tôi sẽ đề xuất các cơ quan liên quan trong từng lĩnh vực liên quan đến hoạt động ở đây. Là người dân có đất thì luôn luôn mong muốn là được làm những gì có lợi cho mình. Hiện nay, Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh đang tiến hành rà soát, phối hợp với chủ đầu tư dự án để lên danh sách các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp, sớm giải phóng mặt bằng, chấm dứt hoạt động của các nhà xưởng trái phép tại đây.